ra số 92. Như vậy chúng ta đã học được cái gì? Đầu tiên nhé, chúng ta có cái khái niệm về cumarin, nói tóm tắt như sau: cumarin thuộc lớp phenylpropanoic với số vòng là 2 vòng trở lên. Đơn giản nhất chúng ta có cumarin 2 vòng, và đơn giản nhất nó là chính là cumarin carol. Là như vậy thì cumarin carol có đặc biệt gì? Đó là có trong cấu trúc của cumarin benzoylhappyrone thì nó có OH ở vị trí số 7. Sau đó thì cái nhóm cumarinone này có thể là tạo được một vài nhóm thế, và cái nhóm thế thông thường rất thường gặp có một nhóm OH ở các vị trí lân cận của tổ OH6 và OH7, đó chính là OH6, khi đó mang tên là esquinine. Bây giờ nhóm OH6 đó biến thành ovetin thì chúng ta sẽ có scopoletin. Đó là cái nhóm cumarin đơn giản, tôi đang ghi là phần phân loại luôn. Sang cái nhóm phenylcumarin và phenylcumarin thì cái nhóm phenylcumarin trên thực tế bạn sẽ thấy ít được ứng dụng. Chúng ta chú ý nhiều hơn đến nhóm phenylcumarin. Trong nhóm phenylcumarin này chúng ta chú ý đến những cái nhóm anh em DC, đó là cái nhóm mà ba vòng nó không thẳng hàng với nhau. Còn cái nhóm thẳng hàng với nhau đó là nhóm solen. Đối với các cấu trúc của cái nhóm từ đầu giờ cái nói thì chúng ta sẽ rất chú ý đến những cái hợp chất nào được đánh sao. Đó, tôi thề rằng tôi không cho một chất nào mà không đánh sao hết. Trong đề thi nó không có một chất nào mà không đánh sao hết, được chưa? Như vậy thì gặp những chất nào không đánh sao ta ghi chú bên cạnh, không thi đâu. Rõ ràng là như vậy. Rồi, sang cái phần các cumarin thế. Các cumarin thế coi vậy cho đến nay, cho đến năm 2016 này thì các cumarin thế ở trên vòng alpha pyrrole đó là được sử dụng nhiều hơn. Còn những cái loại cumarin đơn giản kia trên thực tế người ta cũng đã từng kỳ vọng nó trị được bệnh này, trị được bệnh kia, thậm chí đã có thời gian họ sử dụng nó để trị bệnh bảy nến nhá. Bệnh bảy nến thì các bạn biết rồi, bệnh bảy nến là nó coi là rất khó điều trị. Trong trường này chắc các bạn cũng biết là khoảng một năm trước có một vị phó giáo sư tiến sĩ về hóa học đã mất tích, tuổi đầu cũng chưa lớn lắm, khoảng chừng 40, cũng còn người cực giỏi về hóa học, bị cái bệnh bảy đầu này, bệnh bảy nến này. Sau đó điều trị này thì kia kết quả hiện nay là tháng sau là đám đỗ. Như vậy thì đã có một thời gian người ta sử dụng cumarin này như một liệu pháp điều trị bệnh bảy nến. Nhưng sau đó khi mà cumarin 500mg viên ra đời cách đây khoảng 20 năm thì cái vai trò góp trong cái điều trị bệnh bảy nến và bệnh bảy da của cumarin này là lại biến mất. Bởi vì so với cumarin 500 thì những tác dụng của cumarin này nó dở quá. Do vậy thì chúng ta có thể nói tác dụng của cumarin hiện nay đang tập trung vào cái nhóm phenyl alkyl cumarin, tức là cái nhóm cumarin được thế, một nhóm thế và một đoạn hơn ở trên vòng alpha pyrrole. Mà các bạn đã thấy được rồi, chúng ta đã có thành chất gì, đã có những dược phẩm gì, đã có được những dược phẩm fenylcumarin, tức là mạc cumarin. Rồi đi cumarin và nổi tiếng nhất là bắc phân đi. Như vậy thì chúng ta ngoài ra còn có acetylcumarin nữa, đó với tên đặc chế đó là centron 4 của Pháp, của Đức. Như vậy thì tác dụng trị liệu chủ yếu của cumarin hiện nay đang được tập trung vào duy nhất một tác dụng, đó là tác dụng chống đông máu. Phải không? Như vậy thì chúng ta đã điểm qua được toàn bộ những cái thông tin cần biết về lý học và tác dụng dược lực của cumarin. Bên cạnh đó chúng ta còn đọc thêm được một số thông tin khác về nhận diện cumarin, thì các bạn có thể nhớ lại khái niệm này. Các bạn để ý thế này, thực tế thì ở trên đời đôi khi người ta nhận diện một cái gì đó chỉ bằng cái biểu hiện bên ngoài, ví dụ nước tương thì nhận diện bằng cái màu của nó, đúng không? Ví dụ ai bảo mình đi tìm chai nước tương vi thì trong đầu không hề đi tìm cái chai màu hồng, đúng không? Chẳng hề tìm cái chai trong veo, đúng không? Ví dụ đi tìm lục đế thì không hề đi tìm chai trong veo,
những cuộc tính chất đơn giản thôi, nhưng mà nó quyết định tất cả. Thì tính chất vật lý của cumulin đơn giản nó cũng như vậy thôi. Tôi lặp lại những cái tính chất vật lý căn bản nhất nó như sau. Thường ghi, bởi vì người nào ghi thì người đó bảo là mình sẽ bỏ cái chỗ này. Cái người nào không ghi thì đang kiểm tra trong cái CPU mình có thông tin đó hay không. Đó, không ghi thì người đó học với nhau. Cumulin là những hợp chất, nói chung là hợp chất không có màu hoặc là màu vàng rất nhạt. Cumulin nói chung đó là những hợp chất acrylico thường không gắn với đường. Nếu có gắn với đường thì chỉ gắn với một đường. Khi gắn với đường đó thì đường đó thường gần như 100% đó là glucose và cát. Và do tính chất là thường nó là ở acrylico như vậy nên tính phân cực của nó từ kém phân cực đến rất kém phân cực, có nghĩa là gì? Hoàn toàn thể chiết được bằng những dung môi kém phân cực, ví dụ ethanol, ethan, hexan, benzen, co phọc, glucose, ethan, acetin, acetone, vân vân. Những dung môi đó là hoàn toàn chiết được mà không cần phải đụng đến cồn nữa. Các bạn biết dung môi cồn nước là một dung môi vạn năng dùng để chiết ở trong cái dược liệu rất nhiều. Thế nhưng thằng cumulin này chưa cần xài thì nó đã chiết được rồi. Đó, do vậy nó sắp tiện một điều là tôi muốn chiết cumulin thì tôi lấy cái bộ dược liệu đó tôi chiết bằng dung môi kém phân cực trước, còn cái bã đó tôi chiết bằng dung môi cồn nước, lúc đó là chất khác, ok chưa? Như vậy thì nghiên cứu của nó cũng khá dễ. Đó là tính kém phân cực của nó. Trong đặc tính kém phân cực này nó còn nói lên một điều nữa mà có lẽ trong phần đại cương các thầy cô đã trao đổi với các bạn rồi, đó là khi nghiên cứu những hợp chất kém phân cực ở trên sinh lý lớp mỏng thì luôn luôn nó cho RF lớn và chăng RF lớn có nghĩa là gì? Khi chống trên bản mỏng khai triển nó chạy phút lên trên này RF có thể đến 0.5, 0.6, có thể đến 0.8, 0.9 luôn, do vậy nó dễ nghiên cứu. Đó, đó cái tính kém phân cực của nó là như vậy. Đặc tính kế tiếp của nó đó là cumulin mặc dù nó không màu dưới ánh sáng thường nhưng khi ở trong UV và đặc biệt UV soi tiền UV 365 thì nó phát hình quang đặc biệt, đến nỗi cái hình quang đặc biệt này được coi là cái chỉ dấu quan trọng để nhận diện cumulin, giống như con rẹt thì phải hộ, con chim phải biết bay, phải kháng như vậy đó, không biết bay thì chắc là phải con chim. Đó thì cái này cũng vậy, muốn là cumulin thì chất đó nó phải màu lợn lạc một chút, rồi kém phân cực một chút, thơm thơm một chút, rồi và đặc biệt là khi sinh lý lớp mỏng nó RF của nó cao và đồng thời nó phát quang một màu đặc biệt ở dưới UV 365 nanomet. Do chúng ta chưa được nhìn nó nên chúng ta chưa được hình dung nó thôi, nhưng thực tế các bạn thấy tất cả các màu xanh ở trên đời thì các bạn đó đều thấy nó có thể là hình quang của cumulin. Ví dụ màu xanh này, ví dụ màu xanh kia, ví dụ màu xanh lục này, màu xanh kia, tất cả màu xanh mình nghĩ được trên đời này nó đều có thể là màu xanh cumulin. Do vậy thì phát quang màu xanh dưới UV 365 thì chúng ta có thể nghĩ rằng nó là cumulin, được chưa? Đi từ cái phát quang màu xanh đó và đặc biệt chúng ta muốn nhớ đến là không có màu ánh sáng thường nên cái phổ UV của nó không có cái lăng ra mắt nào trên bao nhiêu 350 nanomet cả. Đó, do vậy khi nghiên cứu chất nào tự nhiên thấy có cái bích nào trên 350 gần như chắc chắn là nó không phải của mình. Đó, các bạn lưu ý trong cái tính chất này cái tính phủ định của nó mạnh hơn cả đấy nhá. Đó là lý tính. Cũng trong phần lý tính này thì chúng ta gặp được cái phổ CN. Trong cái phổ IE này thì nói công phu ghê lắm, người ta nghiên cứu cả trăm năm nay mà, nhưng chúng ta học trong vòng 100 giây thôi, chúng ta chỉ chú ý đến ba cái nối. Thứ nhất, O nối đôi với C. Thứ nhì, O nối đơn với C. Thứ ba, O nối đôi với H. Ba cái ta vào và ngoài ra cũng chắc quên hết đi, kể vòng thơ cùng 3000. Vòng thơ phù 3000 coi vậy nó khó nhìn, một người có kinh nghiệm lắm cũng nhìn được, còn chúng ta chỉ nhìn được 3 năm kia thôi. Cụ thể là carbonin CNO với O nó sẽ xuất hiện ở một vùng 1700 cộng trừ bao nhiêu đó, được chưa? Vùng C nối đơn với O tức là carbonion nó sẽ xuất hiện ở vùng 1100 cộng trừ 50 cộng trừ 100 thì đó cm trừ 1. Còn biết OH ví dụ như ở một cái có nhóm theo OH phenol chẳng hạn, alcohol chẳng hạn,
nó sẽ có đỉnh ở vùng 3.3 cộng trừ bao nhiêu đó cm trừ 1, ví dụ 3.2 đến 3.4, phải chăng? Như vậy cái phổ IEM nói về điều đó. Điều này nó mang tính phủ định rất mạnh, có nghĩa là gì? Trong phổ UV nó không có cái liên tích ở trong vùng 3.3 thì chúng ta nói là nó không có nhóm OH. Mà các bạn biết rồi, nó không có OH thì nó không thể có OH phenol. Nó không có thể OH phenol thì nó không thuộc nhóm polyphenol. Nó chẳng phải là flavoid, chẳng phải là purin, chẳng phải là anen, chẳng phải là alkylon, chẳng phải là stipenoid, xanthone gì hết, đúng không? Đó, phủ định mạnh lắm ra. Là như vậy chúng ta chấm dứt được cái phổ IEM. Sau đó chúng ta nhảy qua cái phổ NMA. NMA chúng ta biết là cumarin nó có là phenin bromanoid, có nghĩa là gì? C6 cộng với C3. Như vậy giá cốt của nó phải có 9 cộng carbon. Ví dụ 10, 11, 12, 13 thì đấy thôi. Nhưng thông thường nó không tới 15 đâu. Đó, nếu nó đột cái 15 thì nó dính tới cái thằng là cái C6, C3, C6. Như vậy thì trên cái phổ carbon người ta đếm cái cộng tín hiệu của carbon. Nếu có 9, 10 cái, chúng ta còn hy vọng là cumarin. Nó có 5, 6, 7, 8 cái, chắc chắn không phải cumarin. Rồi con nào nó chỉ có một chân thôi, rồi chắc chắn phải con gà, con gì thì không biết, mà con gà phải có hai chân trở lên. Rồi, như vậy cái phổ NMA của nó là như vậy. Do cái phổ NMA này, nó thuộc chương trình năm cuối cùng của học trình, nên tôi chỉ giới thiệu lớp phớt qua thôi. Các bạn nào có hứng thú về nó thì các bạn đi tự đi tìm tài liệu mà đọc nhé. Một cái tài liệu các bạn có thể đọc ở lớp phớt thời giờ, đó là cái tài liệu về lý thuyết về NMA. Thì cái tài liệu đó thì hiện nay sinh viên dược năm họ đang cầm, mỗi người được một bộ handout đó. Các bạn thích thì mượn họ photo ra để phải đọc chơi nhé. Phần NMA ở trong cái đề thi của thì có một câu thôi, không phải là chúng ta xác định cấu trúc gì đâu, nhưng mà người ta sẽ hỏi là NMA để làm gì, ví dụ như vậy, được chưa? Đã để xác định cấu trúc thì làm gì, đúng không? Rồi thứ tư đó là cái phổ MS. Cái phổ MS của đi trên thực tế thì khi thầy biết tịch đó, thầy biết tịch của bộ môn chuyển phân ở trên này nói về phổ MS thì chúng ta sẽ hiểu trên về phổ MS tức là phải phối phổ. Nhưng đối với chúng ta và chuyên ngữ của cô Linh, chúng ta chỉ chú ý cho một thông tin thôi. Thứ nhất, khi phân tích trên phổ MS thì cô Linh nó phải có số khối là một số chẵn, bởi vì nó sẽ XHIOZ hơn không đi tên, đúng không? Thứ hai, nó có số khối một số chẵn rồi và nó phải có một tín hiệu nữa bằng cái đó trừ đi 28. Nếu nó không có tín hiệu trừ 28 thì nó chắc chắn không phải là cô Linh. Nó có thì chưa biết, được chưa? Nó có và có thể một chất là nó có trong chất ester như vậy nữa, nhưng mà nó không có thì chắc chắn không phải cumarin. Như vậy chúng ta chấm dứt cái phần lý tính của nó ở đây, được chưa? Trong các phần lý tính này thì chúng ta khi thực tập chúng ta sẽ đặc biệt chú ý đến cái phần phát quang dưới UV của nó, được chưa? Sang cái phần hóa tính, sang phần hóa tính này thì đầu tiên đây là cái lớp polyphenol, nên đầu tiên cái tính hoạt cái hóa tính của nó tập trung vào OH phenol. Các bạn đừng sợ mất thời giờ nhé, tôi đang ôn cho các bạn đấy nhé, tôi đang ôn các bạn. Do vậy các bạn đừng sợ mất thời giờ, kinh nghiệm mà thấy đây chỉ cần 10 phút trên đây nó có thể bằng 30 phút chúng ta ngồi học một mình, hoặc là 3 tiếng chúng ta ngồi ngủ một mình. Trong cái phần hóa tính này chúng ta chú ý đầu tiên đến cái tính chất của nhóm OH phenol. Vì là OH phenol nên trong môi trường kiềm nó sẽ tạo thành phenolat, đúng chưa? Vì nó tạo thành phenolat nên nó tăng màu trong môi trường kiềm. Khi cái tăng màu trong môi trường kiềm ta nói OH phenol, như vậy nó có thể là cumarin nhưng mà vẫn có thể là phenolate, đúng không? Nhưng nó không tăng màu chắc chắn chúng ta nói là nó không phải cumarin, được chưa? Cái tính chất thứ hai của OH phenol đó là phản ứng với sắt cho màu xanh. Càng nhiều nhóm OH kế cận nhau thì màu xanh này càng đậm. Trong cái bài Flavonoid chúng ta thấy rồi, và trước đây cái bài tan chúng ta cũng hiểu thấy điều đó. Tuy nhiên cumarin thì lâu chúng ta mới gặp một lần, nó có cái nhóm OH kế cận nhau, do vậy thì lâu chúng ta mới gặp một lần cumarin nó có màu xanh rõ rệt với OH. Do vậy khi cho phản ứng với sắt ba cao nhất trong chương trình thực tập, chúng ta phải thuộc nằm vào cái câu là cộng với sắt
cho màu xanh mờ mịt, đó là một điều kiện cần của thằng Cumarin. Được chưa? Nhớ là như vậy. Mà nó cho màu xanh đậm gần như chắc chắn là thằng Cumarin. Còn nó chẳng cho màu xanh này cũng gần như chắc chắn là thằng Cumarin. Đúng không? Như vậy đó là hai cái đặc tính của cái OH phenol quan trọng nhất. Thứ ba cũng là của OH phenol hoặc là của H, đó là cho phản ứng diazo. Cái phản ứng diazo này khi thực tập ta cực kỳ chú ý đến nó, bởi vì cái phản ứng này nó sẽ quyết định một phần cho câu trả lời khi thi. Khi thi người ta đưa ra một cái bọc dược liệu, người ta hỏi cho biết trong này có Cumarin hay không, chứng minh bài không, tôi muốn làm cho làm tất thì làm. Chỉ có điều là khi chúng ta làm thì có mấy tay đắp thịt mặt sắt đen xì nó đứng bên cạnh nó dò ra vậy thôi, đúng không? Chúng ta làm chặt cái lái dấu là mình chặt đó vậy thôi đó. Rồi sau chúng ta làm xong nó tắt tay mình nói xin chua ok rồi chúng ta biết là chúng ta đó vậy thôi. Như vậy thì những cái nào của nó chú ý trong thực tập, có khi thực tập làm ơn bạn chú ý từ đó nha các bạn. Tôi nhìn sinh viên thi lại, khi đi thi lại chán lắm nha. Bởi vì thứ nhất khi thi lại như vậy giáo viên phải không có giờ nghỉ, phải lên thi lại, và thi lại thường thường là vào chiều thứ bảy của ngày chủ nhật, khổ vô cùng nha. Tối thứ bảy thì đã xe bò đúng không? Sáng chủ nhật phải dậy sớm lên trường và mà người ta thi lại chán lắm, tôi thù cũng được thi lại vô rồi nha. À, như vậy những cái điểm tôi đặt trong phần thực tập nhé. Chúng cho phần hóa tính này chúng ta nói đến một cái tính đặc biệt của nó là tính đóng mở vòng lacto. Đóng mở vòng lacto khi đóng vòng thì nó mang cái acid đúng không? Thì như vậy nó kém tan vào nước nên nó đục nước đúng chưa? Nhưng khi cho kiềm vào cái nó mở vòng ra nó tạo thành O trừ và CO trừ, tức là cả oxylat và phenolat tan vào nước, vì tan nước nên nó trong đó. Do vậy sinh viên gọi là trong đục phản ứng, trong đục trong kiềm, phản ứng trong đục trong kiềm. Nhưng liên hệ với cái chất thứ nhất, trong đục trong kiềm, liên hệ với cái thứ nhất chúng ta nói trong kiềm thì nó sao từ nãy tăng màu, nhưng mà tới đây chúng ta lại nói là trong kiềm thì nó trong. Như vậy thì chúng ta kết hợp hai cái chất, chúng ta nói nó phải vừa tăng màu và vừa trong. Không những vậy, soi đèn UV phải tăng màu lên. Đó. Bình thường màu vàng dần là tự nhiên soi UV cũng vàng rực trở lên. À, như vậy chúng ta thấy đó là những cái lý tính hóa tính quan trọng của nó. Và trong những cái phần lý tính và hóa tính này thì đôi khi kết hợp với nhau. Ví dụ chúng ta vừa thực hiện phản ứng mở vòng nhưng chúng ta vừa soi UV, như vậy thì chúng ta có ít nhất hai chất điện đó. Đó chất điện lấy đồng xu chen nữa bỏ ra cũng lại anh là các bạn chú ý cái đó nha. Khi chúng ta thi thực tập chúng ta bắt buộc phải làm cái đó, quên làm cái đó là coi như xong việc, được chưa? Đó là hết cái phần hóa tính. Như vậy thì trong cái phần hóa tính và lý tính này thì nó dễ nhớ hơn so với alkaloid, so với saponin thì nó cực kỳ dễ nhớ. Rồi chúng ta tôi nghĩ là chúng ta không có gặp khó khăn gì học thi bài này. Bây giờ chúng ta đi qua các phần kế tiếp là phần thiết xuất và phân lập Cumarin.